Anh Lân, anh đây. Có một chị khách hỏi mình là ngoài cái vờ tu 1 tỷ 6 lần trước á, thì còn cái mẫu nào tương tự như vậy mà cũng 1 tỷ 6 không? Để chị tặng cho người yêu chị á. Ai thì có đây em ơi. Đây, đây là mẫu mới vừa về showroom của Kỳ Lân Luxury mình. Vờ tu Signature S, full vàng và đính rất nhiều kim cương thiên nhiên. Và mẫu này được chích rắc chỗ bóng của vàng và đính kim cương thiên nhiên. Đặc biệt mẫu này xuất hiện dựa trên ý tưởng một hãng đồng hồ danh tiếng luôn, đó chính là hãng đồng hồ Seikoo. Kể cả phía sau, phần khiên của chiếc điện thoại Vertu Signature S full vàng kim cương này cũng thiết kế họa tiết của hãng đồng hồ danh tiếng Seikoo. Và ở phía phần đáy của chiếc điện thoại Vertu này cũng được full vàng và đính kim cương. Từng nút bấm bằng phím 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sau không thăng này cũng được đính full kim cương, và kể cả trên nút 5 chiều này cũng đính full kim cương. Ở phần đáy cũng là vàng nguyên khối. Ở phần trán của chiếc điện thoại này vẫn là vàng khối. Sườn cánh, cánh sườn của chiếc điện thoại này vẫn là vàng khối. Toàn bộ tất cả chi tiết đều là vàng bao bọc xung quanh, giống như là một thỏi vàng di động vậy. Nếu như chúng ta lật úp chiếc điện thoại xuống này thì nó là một thỏi vàng nguyên khối từ tất cả mọi chi tiết. Còn khi chúng ta cầm chính diện để chúng ta bấm nút sử dụng thì sẽ lộ lên được màn hình. Ở phần màn hình này là bằng Sophia nguyên khối luôn. Và phần mặt số bấm cửa sổ tâm hồn này được làm từ Sophia nguyên khối luôn. Và từng số bấm này được vẽ rất chuyên nghiệp của hãng Vertu. Và với mẫu thiết kế vô cùng đẹp và đẳng cấp này của hãng điện thoại Vertu danh tiếng, chị Lan tin chắc chắn sẽ là một siêu phẩm để chị mua tặng cho người yêu của mình. Chị Lan Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.